mình đây, cameraman của anh Úc Điền nha. Cú Bin xin kính chào đại gia đình. Ok, đây. Cú Bin mới đi làm ra thì bây giờ trên đường đi qua nhà anh Úc Điền. Ở gần nhà anh Úc Điền nó có cái park nha mọi người. Rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Ra chụp hình đó, mùa lá vàng là quá tuyệt vời luôn. Đó, ok. Và anh vẫn ok. Nếu như mình đi xuống á thì không có thấy sương mù nữa không? Đó, rồi mình đi lên nè. Đó, đi lên thì nó lại thấy sương mù nha. Đó, thấy sương mù với các bạn đó. Ngộ thiệt ha. Đây, ok. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình surprise anh Út Điền, mình rủ anh Út Điền đi quýnh bowling nha. Ok, à bấm chuông lại là bấm chuông. Tinh 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 tinh. À có mấy nhóc ở nhà nè. Hey, what's up Chris Lee? Hello Chris Lee, ba có nhà không? Oh, hello chị Điền. Hello chị Điền. Quýnh đi, quýnh đi, quýnh bowling chứ Điền. Đi quýnh bowling chứ. Ủa nè. Vợ hả? Yeah. Đợi chị Điền nấu cơm cho vợ đó chứ. Ủa lạ vậy? Ủa, nay nấu món gì chứ Điền? Nay chắc là hai món thôi cho vợ ha. Thịt, cái này thì đuôi heo mà nấu với bí đao. Chị mới đi chợ về. Mình tắt cái fan được không chị Điền? Cho anh em nghe giọng của anh Út rõ hơn. Wow. Yeah. Tắt luôn hả? Tắt luôn. Ôi đâu có không lấy qua còn gì nữa. Thì thôi hello chào fan. Ở tay luôn rồi. Ghê chứ. Không tắt đi ồn lắm, fan cầm len nữa. À. À đúng rồi, nghe giọng anh Út không được, nó công chữ chỗ camera nó chết luôn á. Này là đuôi heo hả chứ Điền? Đó, đuôi heo hầm trước rồi. Đó. Đuôi heo hầm trước. Ok. Thịt này để làm gì chứ Điền? Thịt ở chút xíu fan sẽ biết. Ủa. Chút xíu nữa hả? Thịt là rim, thịt này sẽ rim. Rim, ok. Rim theo kiểu miền Tây hả chứ Điền? Ờ, vợ chứ Điền miền Tây. Đúng luôn mà. Ờ, không? Làm gì làm, trách nhiệm phải xong. À. Đi đâu cũng được. Okay. Trách nhiệm mà không xong á, thì đi luôn cũng được. Vậy là chết. Trời ơi, bữa rửa chén này còn nấu ăn nữa, dữ thiệt. Đấy, trời ơi, thì giờ phải vậy thôi, chứ sao vậy? Thịt này mua ở chân của chim. Này, ba rọi thấy này. Này, cái sườn. Sườn hả? Đó, có bầu nha mọi người. Bầu, hành lá. Ủa, lấy cái bia chưa uống nữa nè. Ồ, trời ơi, vô luôn. Trời luôn. Uống xong hồi đi quýnh bowling được không vậy? Được chứ. Thì cũng mới ở ngoài tiệm về chứ. Dạ, này khách đông chứ Điền. Đây cũng đỡ rồi, đây cái mùa này neo nó cũng slow lại chứ. Dạ, thời tiết lạnh mà. Đây, cái nồi xương nó sôi rồi nè. Đó. Không, cái này chắc phải lâu lâu qua nhà anh Út học mấy mấy món quá. Bao tay vẫn làm dở quá, bao tay của Dũng làm dở quá, cứ làm cũng đeo vô đất quay. Chết trẻ. Bị cầm lên nè. Nhớ nha. Đây, đi. Ok. Rồi tiếp tục sẽ làm màn gì đây? Đây coi. Tiền chú Điền phải làm Ủa cái này cái cục mày nhau ở bên Việt Nam mà. Ngầu quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đây. Ủa, nhà đủ trò luôn ha. À. À, mày vô nè. À. Coi chừng vô tay bây giờ. Không vô tay được. Hồi xưa mới còn người làm nghề nấu ăn mà sao vô tay được. Dễ vô gì? Ok, bây giờ cắt bầu hả? Để cắt bầu đi. Đó. Này là hả? Này bí đao. Này bí đao hả? Ừ, này bí đao. Chết rồi, bởi vậy cameraman không biết nấu ăn. Chết luôn. Phải tự học thôi, có gì đâu lo. Chuyện sao? Nhỏ mà. Sao chắc lấy vợ biết nấu ăn với vợ nấu. Thì làm mà có tiền nhiều mướn bà vú nấu vậy thôi. Chuyện nhỏ mà. Có bỏ hút kia ra cái gì? Bỏ chứ. Bầu bí này. Tới ra mà ở bên này cũng vậy. Vì lúc còn muốn ăn phải lăn vào bếp. Điện chứ. Đúng rồi, nhà hàng bên này cũng xa, lái xe chắc không phải. Ở này xa mà nhiều lúc cái cơm nhà nó cảm thấy khi mình nấu á, dở nó ăn ngon hơn. Với tối ra đi làm gì cũng mệt. Ồ, vậy là cô Trang chưa đi làm về hả? Chưa không. Trang ở ngoài tiệm. Dạ, nấu ăn xong rồi. Nấu ăn xong rồi có gì chú cháu cô Trang mà chưa về kịp á thì mình đi uống bộ lĩnh. Dạ, ok. No problem. Chật, quá sướng nhất cô Trang. Bí mà cái mà này hơi bị cũng non
vỏ nó cứng. Xanh hơn. Này chợ ở đây ở gần đây nó bán rồi đó. Dạ. Cô G. Hello Jim. Trời ơi. Đó, đi học, Quýt đi học về. Rồi cho Quýt ăn, dạy Quýt học chút xíu. Nãy đi mà quên mua chút ngò, mua hành lá, ngò. Thấy trời lạnh lạnh, mưa bão không? Đúng rồi, bên ngoài sương mù quá trời luôn. Dạ, xưa rồi chú đi làm này mà. Là nhà hàng luôn hả chú? Nhà hàng Mỹ rồi. Vậy hả? Đi vào rửa chén xong rồi nó bắt rồi. Kết màu đen nó trọt lên nấu ăn luôn. Lâu lắm rồi. Là hồi chú điện qua là năm bao nhiêu ta? 92. Năm 1992. Mà thời đó qua chắc chưa có đi làm nail hết vậy. Nên hồi đó nail cũng căng à. Hồi đó nail thì nói chung là hồi đó làm thì sướng lắm. Thì chú điện làm nail cũng 93 rồi. Ồ vậy là làm nhà hàng rồi xong bắt đầu mới qua làm nail. Thôi, cho bia đi đã. Mời fan chứ, mời fan. Đây nè. Trời ơi nè. Rồi mời fan nha. Để chị mở cái này nhỏ nhỏ ra nha. Ok, nhỏ thôi nha. Fan nghe tiếng. Okay. Bên này nấu ăn á, tại vì thời tiết mùa đông á cho nên nhà phải gắn mấy cái máy hút vậy nè, chứ không nó hôi lắm. Nó bám như nhà vậy. Bám ở nhà nó bị hôi. Đặc biệt là giờ lấy vợ miền Tây nữa, ăn mắm không à. Let me see. Giờ qua tới thịt nè. Okay. Xin cái đổ luôn đi. Ăn miếng em không? Ồ. Oh. Cái này đâu ra chứ Điền? Hả? Cái đó là mà chị Lan mà vợ cô Vinh á. Ồ vậy hả? Cho hôm qua. Ồ ngon vậy. Mở nhà em biết làm giờ nãy chứ Điền go làm quấn cho cô Trang nghe nói là cái này nhà đi nhà hàng Nha Trang, không biết có phải Sơn Hồng không nha. Nha Trang. Mà phải của Sơn Hồng, của Điền quảng cáo trong Sơn Hồng luôn nha. Cái này ngon quá trời luôn á. Rồi để ăn thử cái nha. Có nước chấm luôn con lấy cái này ra nè. Nước chấm. Con sạch lấy cái này. Dạ. Lấy cái chén nhỏ đây, lấy cái chén chén nhỏ cho nó nhiều không nhỉ? Đúng rồi. Ủa cái sốt này là special nó làm để chấm luôn hả Điền? Cái đó là chú Điền nghĩ là cái sốt đó cô từ nhà hàng làm ra luôn á. Hôm qua cô Lan mới cho. Dạ, nhìn lạ quá. Ok, để mình lấy cái mổ mình múc ra nha. Lấy sốt ra đã chứ rồi. Vô nhà là biết nhà có em nhỏ rồi nè, đầy đủ không? Màu xanh màu đỏ luôn. Cái này là nó dành nhau á. Đây, lấy miếng sốt ra chấm thử nè. Ok, quất cả nhà. Ngon quá hả? Ngon. Dòng dòng. Ăn cái nem cái này nè ở bên California mà ngay chỗ mà Sonora á. Dạ. Chỗ đó thì ngon. Giòn giòn ngon ghê á. Để qua Cali á. Dạ. Thỉnh thoảng thì ít xuống San Jose. Dạ. Mà không biết cái này là nghe nó của Nha Trang. Nha Trang. Mà không biết có phải của Sơn Hồng hay không. Dạ. Nhưng của Sơn Hồng chắc phải gọi order quá. Tại vì người Cung Yên mà. Ồ vậy là Sơn Hồng Cung Quế chứ gì hả? Cung Quế luôn. Wow, surprise. Ủa, làm gì làm không? Đứt tay ra không? Đúng rồi, đứt tay cũng đâu quýnh mua lần được, chết á. Chưa? Trời chưa? Từ từ rồi mọi chuyện nó cũng xong thôi. Cái này cái ha. Gọn gàng quá, làm tới đâu rửa tới đó luôn. Ồ cái vậy chứ. Nấu ăn mà muốn nấu ăn là phải mà lăn mà làm cho nó gọn gàng, cái người ăn người ta nhìn người ta mát mắt nữa. Dạ. Sáng mà vui lắm. Có thợ hồi xưa làm cho chú Điền ở trên
đang sửa về nhà. Chú Điền mở cái tiệm nail trên đó là cách đây cũng 13 năm. Wow. À, mà vui lắm. Thấy chú Điền trên Facebook á. Hello anh Úc. Hello anh Đức. À, anh Úc có nhớ em không? Trời trời. Mở ra thấy hả? Có chồng thấy quen quen. Có chồng thấy quen quen. Có chồng thấy quen quen, hai đứa con. Ờ, thì ra cuối cùng họ tìm ra gọi điện thoại nói chuyện xong mới biết là fan đó là fan hồi xưa làm chốc đi. Wow. À, vậy là coi YouTube làm. rồi mới mở mới nhận ra hả? Yeah. Lúc lại có cái này nó cũng vui. Dạ. Thôi kệ. Làm việc chủ yếu là vui. Dạ. Mình vui mà fan cũng vui đúng không? Cái thịt bên này nói chung nó bao bọc cũng sạch lắm, là nó không phải mà bỏ chợ bỏ ra ngoài đường, bởi vậy nhiều lúc rửa thì cũng phải kỹ nha, nhưng mà cũng không có nên kiểu mà kỹ quá sợ nhiều quá như bên nhà mình. Ok, quay trở lại với cái nồi súp. Sôi quá trời sôi rồi nè. Bếp này là bếp điện không chứ Điện? Bếp này là nấu bằng điện không? Bếp này là bếp lửa. Có fan thích vui lắm. Đây là trò chơi của ông táo. Dớt bọt ra. Dớt bọt ra ha. Dớt bọt ra, bằng lửa nhỏ xuống xíu. Để cho cái nước nó ngọt chứ Điện. Không, đúng là cái này mà có, mà muốn ngọt nữa có thêm luôn. Không biết đâu, biết đâu cũng ok rồi. Dạ. Nhưng mà để mình thăm riêu. Rồi, phần 2 ha. Tiếp tục rồi đây. Cái này cái. Cái này lên. Tại vì muốn nó để cái bí đao xíu nữa rồi bỏ vô cũng được. Tại vì nấu hai vợ chồng với mẹ vợ. Đó, dạ. Với hai đứa nhỏ, mỗi lần nấu nó ít nên nó nhiều. Dạ. Nếu mà xuyên thì ngày nào cũng nấu ha. Không phải, cái này nó mới vui không? Dạ đúng rồi. Còn mà thí dụ mà làm biến nấu một lần cục sao ăn? Trời ơi, tụi con nấu ăn từng luôn. Đó. Dạ, chú Điền cũng vậy á, cô chào cũng vậy á, nấu ăn mà nấu kiểu mà trả nợ quý thần á, chị nấu ăn. Ừ, xin lỗi chị không nổi hả Quýt Cân? Dạ. Mà nấu đồ ăn mà dở mà nấu cục bà đâu ăn. Đây. Chris Lee, con trai lớn của anh Úc nè. Say hi đi. Hello. Quýt đang làm gì đó? Play Roblox. Đang chơi game gì vậy? Hello chị em. Đây. Con trai Úc của anh Úc nè. Đó, Úc quậy, Úc lì đó. Say hi. Úc. Sao chào mấy cô mấy chú đi. Đó đi. Rồi tiếp tục. Rồi, quay trở lại với căn bếp của anh Úc nha. Là giờ bắt đầu là đập tỏi để ướp thơm. Nấu rồi nó dở, cô Trang ăn cô Trang biết rồi, cho phép nó dở rồi nó ngon chết, nhưng mà có nấu là được ha, ngon dở có nấu mới được, mà chắc chắn là phải ngon, cũng nhiều tỏi quá. Nguyên củ luôn ha. Dạ. Mày vậy mới ngon chứ. Anh Dũng ơi, có gì sau này Út Điền thất nghiệp anh Dũng với Mỹ mướn Út Điền làm đầu bếp giùm nha. Thì bạn cũng được anh. Sao cũng được á. Miễn sao có tiền là được. Phở gà Tony với lại gì ta? Hủ tiếu Mỹ Tho. Hủ tiếu Mỹ Kho là em vô hả? Gần kế bên vợ em miền Tây mà. Lo gì chứ. Trời ơi, nhuyễn cái chứ. Ủa chọn tay vô là đứt tay đó. Dễ sợ thiệt. Này, tỏi với ướp cho nó thơm. Dạ. Đây.
Bình thường mình nấu ngoài nhà hàng thì mình còn bao tay ha. Nấu nó ở trong này khỏi. Đây, giới thiệu với các bạn sơ sơ chút. Đây, căn bếp nhà của anh Út đây. Vậy luôn. Đây. Này thì giống như là để kho đồ vậy đó, mì gói các kiểu đó. Trời, nhà Việt Nam vô là không thể nào mà không có mì gói được hết trơn á. Hảo hảo chua cay rồi đó, sữa ông thọ, sữa bà thọ, bột sắn rồi ớt, bánh tráng, đầy đủ nha. Đó, ok, có đậu xanh nữa kìa. Đây, bên dưới này là cái gì đây? À, quá trời luôn vậy. Muối tôm, muối Tây Ninh. Còn nước mắm gì mà mua nguyên lốc hả chú Điện? Hả? Nước mắm gì mà mua nguyên lốc để dành cái gì? Nước mắm ngon mà. Nước mắm cá cơm gì nữa. Đây, ok. Làm dưa, trang ngắn. Tủ lạnh nha. Tiêu đâu ta? Đâu, vẽ được luôn nè. Cái này nó hút mạnh không chú Điện? Mạnh lắm con. Phải vậy? Mày hút nè, còn nghe nè. Ờ, nó hút ra ngoài đường, mấy hàng xóm nó hỏi mày nấu gì ngon vậy đó. Không biết nó hỏi hay nó khen nó chê đó. Chết luôn. Nó làm gì nữa. Đây. Ồ, cái này nó. Bây giờ đi đi. Cái này để đồ nặng lên nó không rớt hả chứ đi. Cái nào không? Này hả? Cái này nè. Ồ, cái này mai quay. Ồ, cái này dữ lắm á. Thì mình bỏ mấy cái tô nặng. Cái này nó. Ồ, nó đắt hơn mấy cái bự á. Vậy hả? Yeah, cái này ha. Cái đó là cái xài của nó mà của chú Điện order mua cái này nè. Dạ, nó hết dẹp. Hồn luôn á. Lão ha. Mình tưởng là nó nhỏ mà nó rẻ hơn á. Đúng rồi. Ai ngờ đâu nó nhỏ mà đó. Làm tốn tiền vô duyên. Làm tốn tiền vô duyên. Đây, quay vòng vòng nhà cho mọi người coi mày nha. Mày nói rồi, nhà Tốn Điện xong review, cái trò anh Tí thì qua đây review rồi. Đúng rồi, mọi người có thể qua kênh YouTube của anh Tí coi nha. Anh Tí vô này như 2-3 tập luôn á chứ. Đây, đó. Giờ bắt đầu phi tỏi lên hả? Đây, nhà anh Út. Tại vì con trai anh Út thích màu blue cho nên đó, quất cái nhà baby blue luôn. Màu gray á. Ờ, này mở đèn sáng lên là màu gray ha. Đó, đúng rồi. Tới gần là màu gray nè, đó. Trời, bình bông còn đây luôn hả? Dễ sợ thiệt. Bông bữa nốt cắm. Sáng là mua một lần mà tặng hai dịp luôn. Sẵn rồi. Đỡ tốn tiền. Hôm nay 20 tháng 10 đúng không? 20 tháng 10 sáng bỏ trên Facebook có chồng. Tính hết rồi. Tính hết rồi. Ơi nó sôi rồi chứ đi. Tỏi nói. Đây. Ủa con cá thiệt hay cá giả chứ đi. Cá hả? Dạ. Mỹ ơi mua con cá nhiều Mỹ đấu giá không? Đấu giá không? Đó, bữa chú Điền với chú Mỹ đi câu con cá đó. À, cá là 42 cao. Gọi là cá thiệt á hả? Cá thiệt đó. Từ chú Điền phải tốn hết 1.200, nó gọi là bên này nó gọi là làm taxidermy. Là sao chú Điền? Taxidermy đó làm nó sấy con cá khô lên luôn. Là mình câu xong rồi mình đưa cho nó. Mình đưa cho nó. Rồi nó sấy rồi mai mai về chân. Nó sấy một năm mà hai tháng á, cũng nó làm gì lâu quá trời lâu rồi. Ngầu quá người ta. Một hồi tới quay review cho fan coi con cá. Có nha. Quay đi. Ok. Ủa, coi những đâu có luôn. Quay xạo thịt cái nữa đó. Cái này xạo cơ để cho review cho rất là hết sảy. Xíu nha, chút xíu fan mà đã thấy rất là ngon. Ok rồi, xin phép chút xíu nha, đi qua con cá nè, trời. Bự giả mày. Con này gọi là con gì chứ Điện? Cái gì? Cái đó gọi con là hybrid chứ. Hybrid nha mọi người. Con này chứ Điện nghĩ nó là con Striper. Striper hả? Dạ. Đó. Nó bự luôn, nó đâu đã. Nó bự, dạ mang nó bự. Đó, hồi nãy anh Út cũng nói rồi, con này á, anh Út câu đi câu với chú Mỹ. Đó, thì con này là cá thật nha. Đó, sau đó mang về đưa cho cái tụi nào đó, nó sấy, nó làm khô lại, xong rồi bắt đầu nó làm decorate để bên trưng trong nhà đó. Trời ơi, có cái gì nữa đây nè.
Peterly Mi Thai Phạn Bradley Phạn đó, quá hết trời luôn. Rồi con cá bự giả mang luôn á. Ông đi đâu ta? Đây, để hỏi coi biết có video câu hôm bữa không? Có gì mình chèn vào cho fan coi nha. Đó. Lắng nghe chiều xuống thôi. Nè, bị ở fan nè, này vui lắm. Tại cái điện thoại mua mà không có đủ đồ. Dạ. Nhưng mà vẫn ngon. Chắc là cách fit nè, nó ăn nè, ok. Ví dụ mấy cái viên thịt này á, thường thường là bỏ nước có ga đúng không? Thường thường là ta dùng nước dừa, hay là mà súp rai. Dạ. Nhưng mà nếu như kẹt không có, đừng nói ai biết hết á. Coca-Cola. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn hả? Sẽ vàng lắm. À. Ngon không giỡn. Thiệt hả chú Điện? Thiệt trời ơi. Tưởng giỡn. Không giỡn, sao giỡn? Chơi thiệt luôn hả? Ủa. Ở đây nó có cái chiếc ga nó làm có thịt thấm được đúng không? Ồ. Làm thịt này. Trời ơi. Làm thiệt tưởng giỡn. Trời ơi. Hôm nay tự nhiên khơi khơi fan có một cái video để mình không ăn. Trời ơi. Cái này nó thiệt nha, cái này không có plan. Ờ. Không đi đó làm được. Dạ. Yeah. Cô Bin đi qua rồi. Rủ chút đi quýnh bù lịnh nè, phải hai chú cháu đi luyện lại đó. Ê, quýnh với mà Long Trần nha. Đó. Long Trần ghét đó đi chứ. Sắp sắp tới là sẽ có tranh hùng tranh bá giữa gì à, Columbus, Cincinnati với lại Kentucky nha. Đó. Đó. Team của anh Long Trần á, mọi người cũng biết anh Long rồi đó, YouTube anh Long Tado. Đó. Team của anh Tý trên Cincinnati đó và team của Nút ở Kentucky nha. Đó. Đừng có hai người à. Có chú Điền với cô Nguyên đâu à. Đó, học trò của chú Điền mà bây giờ trọc trò mà bây giờ nó quýnh đơn mình luôn, mình ghê chứ. Vậy mới học chứ. Đó. Ok, chú Điền. Chú Điền còn giữ cái video câu được con cá kia không? Có. Ờ vậy xíu cho con nha, để con bỏ vô cho fan coi. Bỏ vô luôn hả? Dạ. Ồ, cái đó vui lắm. Đúng rồi chị. Để mà nhớ lại cái đó hôm 2 năm trước. 2 năm trước rồi hả? Mà gần 2 năm thôi. Dạ. Chưa được 2 năm. Cái đó mình câu ở đâu chứ? Con đứng ở đâu thấy vậy? Phải có được bên đây chỉ nè ta. Đây có tên là Bạch Mỹ này. Ồ vậy hả? Ờ đó. Không hồi nãy đó. Hồi nãy con có đọc tên. Đó. Có đọc tên. Đó. Ờ tên đó, có. Đó, Lý ở đó nè. Có quay tên rồi. Có chưa? Có quay tên. Có quay luôn hồi đó. Dạ. Chả. Ủa mới làm hồi đó nó tình vui lắm. Gọi nó xong phải không? Có nhỏ khách đi giới thiệu. Dạ. Yeah. Gọi nó xong, cứ đi nghỉ ca lắm mà chừng 200-300 hay là 300-400 là hết đúng không? Ủa nó cầm con cá lên, nó nói Peter mày bỏ con cá vô frozen, mày mang cá lên cho tao. Mang lên cho nó vô nó cân xong nó mang ra cái bill, nó nói 1,200. Wow. Nó trời ơi trời, hỏi sao đắt chứ vậy, tao bớt mày rồi đó. Trời. Một inch là nó lấy 25 đồng. Wow. Một inch mà nó xấy á. Vậy là càng con dài. Cá này nó càng dài. Càng dài càng mắc. Đó. Câu cá bự cũng khổ đó mọi người ơi. Mày là mà bữa đó đi câu sáng sớm trên Mỹ. Đó. Trong sắp tới nữa đó thì cô Bin với lại anh Út sẽ cố gắng đi câu nhiều nhiều cho anh em coi nha. Đó, mình sẽ câu này, biển. Cái này cũng gần tới mùa rồi, cái này cũng còn nhiều cho chơi đó. Bây giờ mình bây giờ là cái plan gì đi ha, lấy cái plan là bắt đầu mình thỉnh thoảng mình đi đi biển phải không? Biển rồi. Đang đi biển sẽ bị thất bại cái mùa bão này xíu. Dạ. Rồi mình nói là mình đi sông. Ờ đi sông chứ. Đi sông. Ờ, giống như theo phía Việt Nam mà đấy. Ờ dạ. Vậy cho nó miền Tây. Câu sông nha mọi người. Câu sông mà cá cũng bự chứ đúng không? Mà không biết mùa này nó sao nhưng mà thôi kệ, đi cho fan nha, vui không có cũng phải đi nữa. Đúng rồi, đó. Ok. Rồi, bốc khói luôn này đó. Mọi người thấy cái fan nó hút vô không? Chạy tới đâu rồi nó hút tới đó luôn kìa. Wow. Ok.
vậy ha, tắt lửa đi, rắc tiêu ít thôi. Lúc tiêu nhiều quá con nó ăn nó cay. Rồi hấp dẫn luôn nè, đấy quá đã luôn. Cái gì là tính ra nấu cái món này cũng nhanh hết chị, nhanh rồi. Đây đây kia rồi, mày giao nữa hả? Chỉ phen này tự giao mấy giờ cắt bắt cái này phải giao bén. À. Không? Trời ơi quá ngầu, quá ngầu. Này vui vui này, vui vui. Mình tỉa một vòng tròn đó. Cái vòng tròn phải cắt lên, cắt xuống vậy đó. Rồi này vui mà, này làm điệu điệu cho vợ, cho vợ thương thôi. Vậy đi ha. Ok này dục bình gác ha. Ok đây để siêu lâu. Ok chơi mình luôn. Là quấn lại ha. Cô Bin chưa biết gì đúng không? Mày hả bưởi. Mày vợ 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 ơi. Trời ơi. Bái phục bái luôn. Đó hành lá nè. Còn có mình tỉa tỉa vui vậy thôi. Ví dụ mà làm muốn làm cho nó đẹp á. Anh Út ơi là anh Út. Trong đầu mình đi mình làm cả thôi chứ mấy ngày cần gì học hành ấy. Yes, hello Jam. Không cắt bằng cái lương. Chơi bằng cái lương đó. Muốn đẹp á, ok. Đó, muốn đẹp. Chơi cái fan mày luôn. Không, điệu nghệ để mà ăn về nhà tưởng là mà nhà hàng á, nhà hàng gì đó. Trời ơi. Trời ơi, giả man thiệt. Nhìn lạ lạ là lạ vậy đó, được rồi. Đó. Cần xuất sắc quá. Đây. Rồi, trở về dưới đây. Qua đây. Gần xong rồi. Rửa đồ cho nó đẹp. Nóng thỏng tay nữa mất công. Ngon là được đó. Hấp dẫn, hấp dẫn, quá hấp dẫn luôn. Kiểu này chắc cô Trang phải đi làm trễ hoài hoài để cho anh Út Điền nấu hoài. Đàn ông vô bếp á, thì đến là đàn ông vô bếp thỉnh thoảng thôi. Thương vợ mới vô đúng không? Không phải là ai cũng thương vợ chứ, nhưng mà vô thỉnh thoảng vậy thôi. Nhiều lúc không có việc làm, tối ha. Cái chuyện này chuyện của phụ nữ. Với hình ảnh quên nào quên quên chịu đây ha, cái này vô tình này nha, cái này vô tình không sao sớm hết nha. Hôm nay ngày ngày của phụ nữ mà. Đã xoay, đã xoay, đã xoay. Đó, rồi. Thấy không? Làm vậy thôi, nhìn đẹp rồi. Này, miếng cơm lên nữa là quất rồi mà cháy mùi chèm luôn. Trời. Vậy thôi. Thêm miếng tiêu nữa. Đặt rắc lên, nhớ thấy rồi là lạ vậy thôi. Rồi. Lên rồi. Rồi, ốc sổ đó. Hả? Này. Đúng rồi, để này qua đây. Ngày tối đây cho mày ngược lên lại đây. Đó. Đó. Sao con yêu? Sao con? Bố ra, mua từ quá thì chơi cho con. Cái gì ba mua ba đi
vậy ta? Trời ơi, con nhỏ nó quậy. Trời ơi, cha con mình nói chuyện một người thôi chứ. Cha con nói chuyện lời thôi chứ. Bữa nó mua đồ chơi ba đi về con mua luôn mà. Yeah. Phải không? Wow lắm á. Wow nha. Cái wow là ba thích nha. Ok. Rồi, về nữa thôi. Trời, quậy giả quá hả? Xôi rồi chứ điện. Đây, bây giờ món cuối cùng đây. À, phải đợi cho bí đao nó mềm ra, nó chín á, sau bắt đầu mình đem đếm không chứ điện. Không ai là chứ ba đâu. Đợi cho bí đao nó chín bắt đầu mới đem được hả? Ồ, chém nó mua không? Dơ. Dơ đâu, dơ. Được rồi, thả cho ba được rồi. Chen lên xuống. Ba đếm rồi, 1 2. Nhớ nha, 3 tiếng rồi phải xuống nha. Ba. Rồi, thích chưa? Huấn luyện như đi lính vậy hả? Có lính đi chai mà. Lì cho đó. Bữa này mà ăn chai rồi nó chết luôn á. Nè, vô đồ uống này, cho em đúng không? Cho em uống này phải không? Yes. Mang dục cho em. Mang dục gác. Ồ, làm toán luôn hả? Ừ. Làm sai một cái. There's three. Này nè. Uh-huh. And this is this. Three, ba cái luôn. No more iPad, ok? Đứng mặt với ba hoài, đi học có nơi là chết rồi. Thôi vậy thôi, khỏi đi học, đi bàn cái số nha, vậy là mấy số nha. Vậy bàn cái số nó mẹ bán cái số đi, nó sợ lắm, từ nhỏ lớn cái gì á. Học mà dở là bao lâu bán cái số hết trơn á. Thì viết ra đưa ba ký này nè. Con nói nha, con học bây giờ ba thấy ba đi không để ý con nhiều là con bị problem vậy nè. Chứ ai làm này? Somebody did it. Ờ, mà ai làm, bạn con hả? Nói tiếng Việt đi. Có người làm cho con rồi. Có người làm đâu? Cái này là chưa ký nè đúng không? Hôm nay nè. Sign it. Ba biết rồi. I read it. Con read đâu? Hôm nay là thứ ba nè đúng không? Yes, con I làm just con read it. Con read, con mới làm hả? Con mới đọc hả? Uh-huh. Ok. I did it just in time. Đó, đi học là lớp 1 thôi. Nhưng mà nó đọc cái gì á, cô giáo bắt nè. Read page 74 tới 93. Wow. Ok. Method thì làm từ FP 35. Đó. Rồi, là phụ huynh phải ký vô để mang lên lại. À, phải ký vô là make sure con mình nó học mà, bài. Nó học bài đó. Đây là ngày 19 rồi phải không? Dạ. Mai là ngày 19 này. Rồi em yêu thôi, mang răng mình đi. Anh với Bin đi Dũng bưu lình. Dũng bưu lình chứ. Trời ơi, mới đi làm việc xíu đi. You want this? Em xong rồi nè. Rồi muốn thì dọn đồ ra đi. Dọn mà dọn mấy cái chén cho anh đi please. Cơm nha. Đó. Ăn chung. Mình đặt sách luôn rồi không? Anh ăn chút xíu rồi, đi rồi. Yes. You're a liar. You didn't reach for me the first time you got. Rồi, bỏ qua đây phải không? Right. Wait, I need the green for it. We're taking this. Đi học mà dở là bán vé số làm sao nó, bạn nghe coi. Vé số chiều sổ đây, vé số chiều sổ đây. Bị chân luôn. Gì đó, sao? Hồi đó bị chân. Cứ bé chân mà phải nói cho con lên ăn mà bán số rồi bị chặt chân này luôn. Bán vé số luôn hả? Chết mày, trời ơi. Chặt chân luôn. À, nó sợ bán vé số lắm. Trời ơi, mày nè. Nói thiệt luôn á, con nít mà bây giờ nó ở đây nó bày rồi thôi chứ. Stop! It's not trouble. Đây, con trai lớn của nó Út đó. Út quậy. Kìa là Út lì kìa, đó. Chị em làm gì hết chị em? What you doing? Đi chế nha. Ồ, ăn gì vậy? Ăn gì đó? Trời ơi, nó lựa kia không à. Trời ơi, nó lựa màu nó ăn. Trời hèn gì, không thấy mấy cục màu đâu hết trời. Hai đứa không có phá cái đồ của ba nha. Cái đồ nào của ba chưa có gì đó.
cơm anh Út Điền nấu nha mọi người. Ăn miếng cơm đi Bình. À đã luôn dạ. Ăn cơm với cô Trang đi chút xíu đi. Dạ, ok, được rồi. Làm miếng luôn chứ. Đó. Đây. I need to use the restroom. Use the restroom? Yeah, go ahead. No restroom. Chris Jam, you wanna eat? Bà lấy con chén, bà. Bà lấy con chén cho anh. Đi kéo hàng đó hả? Ok, đây. Mời các bạn nha, đây, cơm anh Út Điền nấu special cho chị Trang đây. Đó. Thôi hỏi ăn thử coi không, không biết liền á. Giận quá mình phải hỏi, tự nhiên có cái bông hồng nằm trên đây nó thì đó, bông hồng của ngày đó thì chị anh xịt nhớ lên mà sẵn một công hai mươi tháng 10 đó. Rồi. Vậy là quý vị biết sao không? Chỉ có ngày 20 tháng 10 thì mới có bông hồng thôi. Mấy ngày bình thường là rau cải rồi. Hồi nãy con nói chú Điền á, cô Trang đi làm trễ nhiều nhiều ở đây chú Điền nấu cho ăn. Đâu thì ra là ngày đặc. Có đâu. Quá đâu dặn đi là. Đó cái cuốn này mà hôm qua Lan đưa đó. Cái Lan đưa mình hôm qua anh hả? Ờ, anh đi về hồi nãy anh thấy vậy thôi anh quấn cho em luôn. Trời quá đã luôn. Anh quấn cái này ăn thử coi nghe nói là của nhà Trang hả? Phải phải sân hồng Nha Trang không? Phải của sân hồng, quảng cáo sân hồng luôn. Ok thôi. Chào các bạn nha. Rồi, rồi cả nhà ăn cơm nha. Hai fan nha. Đó, là những món dương giả của người bình dân. Đây mà. Sống, rồi. Rồi. Đây. Chị Trang. Rồi, bye fan nha, mình ăn nha, mình ăn bữa cơm nha. Bye mọi người. Bye, see you later. Chem, bye mọi người đi. Chem, say bye. Bye. Trời ơi.